Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Hai táo có tạo hình độc lạ nhất táo quân 2022. Có người sợ không dám vào chầu một mình. Không khí ngày Tết đang đến gần hơn bao giờ hết và món ăn tinh thần mang tên táo quân luôn khiến cho khán giả hào hứng mong chờ. Chương trình Táo Quân 2022 không chỉ đổi mới về nội dung, diễn viên mà còn khiến người xem thích thú với tạo hình nhân vật ấn tượng, mới mẻ cho hai nghệ sĩ là nghệ sĩ nhân dân Tự Long và nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng. Táo Quân 2022 đã hoàn thiện việc ghi hình và chuẩn bị lên sóng vào đêm giao thừa năm nay. Một số hình ảnh được chương trình hé lộ khiến khán giả thích thú trước tạo hình ngoạn mục, cực ấn tượng của hai táo kỳ cựu là nghệ sĩ nhân dân Tự Long và nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng. Táo Mạng trong Táo Quân năm nay, nghệ sĩ nhân dân Tự Long vào vai Táo Mạng, một vị táo lần đầu xuất hiện trong lịch sử của chương trình. Vốn dĩ có sự xuất hiện của Táo Mạng là do nhu cầu sử dụng internet tăng cao của người dân cả nước trong thời gian vừa qua. Tình hình dịch bệnh căng thẳng khiến nhà nhà người người đều phải làm việc, giao tiếp, học tập và giải trí thông qua mạng internet. Trong buổi báo cáo cuối năm nay, vai trò của Táo Mạng Tự Long là tổng kết tình hình sử dụng mạng internet của người dân trong một năm vừa qua. Bên cạnh những mặt tích cực mà internet mang lại cho con người trong thời kỳ dịch bệnh, Táo Mạng còn báo cáo với Ngọc Hoàng về những tác hại, những mặt tiêu cực, những rủi ro và nguy hại do internet đem đến cho người dân. Đảm nhận vị trí Táo Mạng, vai diễn cần sự trẻ trung năng động đột phá nên tạo hình của nghệ sĩ Tự Long đã có sự lột xác hoàn toàn mới. Anh được chương trình thiết kế cho một mái tóc hai màu hot trend của giới trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, bộ đồ màu tím bắt mắt cũng để lại nhiều ấn tượng với người xem. Những hình ảnh mới được hé lộ cho thấy nghệ sĩ nhân dân Tự Long sẽ mang đến một phần báo cáo sôi động. Anh kết hợp linh hoạt giữa vũ đạo với các bài hát ở đủ thể loại khác nhau. Nhiều netizen dự đoán rằng nam nghệ sĩ còn thể hiện lại các trend đình đám gây bão mạng xã hội trong thời gian qua. Nghệ sĩ nhân dân Tự Long nổi tiếng với khả năng diễn xuất biến hóa liên tục qua từng năm. Dù đảm nhận các vai khác nhau trong Táo Quân nhiều năm qua, nhưng anh chưa từng khiến khán giả nhàm chán với sự hài hước duyên dáng, khả năng diễn xuất và tạo hình mới cực ấn tượng. Vai Táo Mạng của nghệ sĩ nhân dân Tự Long hứa hẹn sẽ là điểm nhấn đáng mong chờ trong mùa Táo Quân năm nay. Táo kinh tế. Nếu như những năm trước táo kinh tế luôn xuất hiện với những hình ảnh bóng bẩy, chỉn chu cùng phong cách ăn to nói lớn, thì năm nay táo kinh tế do nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng đảm nhận xuất hiện với một hình ảnh tiều tụy hơn, đẻ tóc, râu ria đều dài. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một câu hát của Táo Quân trước đó, một năm kinh tế buồn. Hình ảnh của táo kinh tế năm nay không còn có vẻ ngoài rực rỡ, tươi tắn như mọi năm là vì diễn biến phức tạp của đại dịch. Trong một năm vừa qua, tất cả các hoạt động kinh tế đều bị trì trệ, ngừng động, thậm chí nhiều cơ sở kinh doanh còn phải đứng trước nguy cơ phá sản. Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển kinh tế của cả nước. Táo kinh tế năm nay xuất hiện trong một bộ trang phục rực rỡ của sắc hồng, dường như là để che bớt đi sự ảm đạm của kinh tế trong năm vừa qua. Trong phần báo cáo của nghệ sĩ Quang Thắng cũng được kết hợp giữa các bài hát và vũ đạo cực hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều góc nhìn khác nhau về nền kinh tế trong năm 2021. Tuy nhiên, táo kinh tế không báo cáo trực tiếp một mình với Ngọc Hoàng mà phải nhờ đến sự trợ giúp của táo xã hội Vân Dung. Đặc biệt, táo kinh tế và táo xã hội còn có màn hát kết hợp vũ đạo máy mũi chuyên dáng ấn tượng. Với những sự lột xác ngoạn mục này, Táo Quân 2022 chắc chắn vẫn sẽ là món ăn tinh thần đáng mong chờ nhất trong đêm giao thừa năm nay.